Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình là Phú đây. Thì mình có nhận được một số cái comment cũng như là inbox của các bạn hỏi mình về cái vấn đề là tự sửa chữa máy tính tại nhà đó. Thì đáng lý ra mình không có làm cái video này, tại vì cái này nó quá là đơn giản. Nhưng mà có một số bạn á, khi mà mới bắt đầu tiếp cận máy tính thì các bạn chưa có biết về những cái vấn đề này. Cho nên là khi mà mình làm cái video này á, thì những ai mà đã biết rồi thì các bạn đừng có vào gạch đá mình ha, tội nghiệp mình. Tại vì mình chỉ muốn làm cái video này để mình chia sẻ cho những người chưa biết, để cho người ta tham khảo, để người ta biết cách người ta sử dụng thôi. Còn nếu bạn nào đã biết rồi thì các bạn đừng có xem video này ha. Và cũng đừng có vào gạch đá mình làm gì, tội nghiệp mình. Thì cái vấn đề mình muốn chia sẻ hôm nay á, là mình làm cái video này tại vì có một số bạn hỏi mình là cái cách mà để sử dụng những cái cổng giao tiếp phía sau cái thùng CPU của các bạn á, là cái cổng nào để cắm cái gì và cái cổng đó là cổng gì. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để mình nói rõ về cái vấn đề này và giúp cho các bạn có thể là cắm những cái thiết bị của các bạn đằng sau những cái cổng này, đằng sau cái thùng CPU của các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm này nha. Ok, thì đây là phía sau của thùng máy của mình nè các bạn. Thì các bạn nhìn đây nè, ở trên đây của mình á, là có một cái lỗ này, là cái lỗ để cắm nguồn điện ha. Cắm nguồn điện thì tùy theo cái nguồn điện của máy tính. Có nguồn điện nó có hai lỗ. Một lỗ là để cắm nguồn điện cấp cho máy tính, một lỗ để cắm xuất ra cái màn hình. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn điện của máy tính để cấp cho màn hình luôn. Nhưng mà cái máy tính của mình thì chỉ có một lỗ để cắm cấp điện cho máy tính thôi, không có xuất ra màn hình. Thì cái lỗ này á, các bạn sẽ có một cái dây nguồn như thế này. Đó, các bạn sẽ có một cái dây nguồn như thế này. Đó, đây cho các bạn xem. Thì các bạn sẽ cắm cái dây này vào trong cái lỗ này để nó cấp điện cho máy tính ha. Cái này là dây điện tổng nè, cấp nguồn tổng cho cái máy tính luôn. Đó. Rồi tiếp theo xuống như chỗ này, các bạn nhìn đây. Tất cả những cái giao tiếp này, cái cổng này là nằm ở trên cái mainboard chúng ta ha. Nằm đây, tất cả những cái nằm trong cái khung này nè, là nó nằm ở trên cái mainboard máy tính chúng ta. Thì chúng ta có những cái gì? Cái này nó sẽ tùy thuộc vào từng cái mainboard trên máy tính chúng ta nhá. Có nhiều cái mainboard cao cấp á thì nó sẽ có nhiều cổng hơn, còn những cái mainboard mà bình thường á thì nó sẽ ít cổng hơn. Thì đây là những cái cổng giao tiếp cơ bản mà hầu như trên cái mainboard nào cũng có, cho nên mình sẽ nói cho các bạn biết. Đây, mình sẽ bỏ này ra, mình rút cái này ra để mình nói cho các bạn cho nó dễ nhé. Đây là cái nắp bảo vệ thôi chứ nó không có gì hết á. Thì mình không sử dụng thì mình lấy cái nắp bảo vệ mình che lại đó. Cứng quá, lâu quá không có gỡ ra cho nên là nó hơi cứng. Để mình lấy cái gì mình cậy ra ha. Rồi thì mình nói sơ đi, nói sơ cho các bạn, lát mình gỡ ra sau. Đây nha, các bạn sẽ nhìn thấy này, chúng ta sẽ có một cái cổng này màu tím và một cổng màu xanh. Thì ở trên này người ta cũng ký hiệu cho mình rồi ha, người ta ký hiệu cho mình rồi là cái cổng màu tím là có cái hình này, có nghĩa là bàn phím. Cái cổng màu xanh này vẽ hình con chuột, có nghĩa là cắm chuột ha. Thì những cái cổng này là trên những cái mainboard đời cũ, thì cái máy tính này của mình cũng lâu rồi, cho nên là chúng ta sẽ có hai cổng như này. Còn bây giờ trên những cái mainboard đời mới bây giờ, người ta chỉ làm một cổng thôi và người ta sử dụng chung vừa chuột và bàn phím luôn. Do là bây giờ đa số chúng ta sử dụng những cái bàn phím và chuột không dây, cho nên là những cái hãng sản xuất mainboard đó, người ta cũng cắt giảm cái những cái cổng này để người ta làm cho cái mainboard nó được đơn giản hơn, được làm ra những cái cổng giao tiếp khác cao cấp hơn. Người ta cắt bỏ những cái cổng này đi ha. Thì các bạn nhìn đây nè, trên cái bàn phím mà mình sử dụng á, thì người ta cũng sẽ làm cái cổng như thế này. Đấy, cái cổng như thế này, cái cổng tròn như thế này, cái cổng này người ta gọi là cổng PS2 ha. PS2, chữ P, chữ S và số 2. Đó, này người ta gọi là cổng PS2. Đó, như thế này.
Thì người ta cũng làm cho cái cổng của cái bàn phím á, nó màu tím luôn, để nó tẹp màu với cái cổng trên cái mainboard này màu tím, để khi mà các bạn gắn vào bất cứ cái máy nào á, các bạn cũng chỉ cần nhìn là biết được cái cổng màu tím này chính là cái cổng để gắn bàn phím ha. Thì đa số là cái máy nào nó cũng sử dụng cái màu như thế này để cho mình dễ sử dụng, nó gọi là cái chuẩn á. Đó. Thì các bạn nhìn này, trên cái cổng này á, nó sẽ có một cái lỗ hình chữ nhật này này. Đó, thì các bạn nhìn ở trên cái cổng gắn chuột nó cũng có một cái chân màu đen dài dài này này, đó ở trong á. Thì các bạn cắm làm sao để cho cái chân này nó khớp với lại cái cổng này ha. Hoặc là các bạn nhìn đây này, trên cái cổng bàn phím á, thì nó sẽ có cái khớp như thế này, nó là cái hình tròn và nó có cái khớp như thế này, thì chúng ta gắn đúng vào cái khớp của nó, chẳng hạn như thế này, thì chúng ta sẽ xoay lại, xoay cổng lại cho nó đúng cái khớp, chúng ta cắm vào, cắm thẳng vào là sẽ ok thôi. Đấy, cắm như thế này. Còn cái lỗ còn lại thì chúng ta gắn chuột. Thì hiện tại bây giờ mình không có xài chuột có dây nữa, mình xài chuột không dây rồi, cho nên mình không gắn nữa. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói xuống cái cổng này, hai cổng tiếp theo. Thì chúng ta sẽ có một cái cổng màu trắng này. Để mình kiếm cái gì mình gỡ ra đã nha. Các bạn chờ một chút xíu. Ok, thì mình tiếp tục nha các bạn. Đây nè, cái cổng màu trắng này á, cái cổng màu trắng này người ta gọi là cái cổng DVI. Thì ở trên cái nắp máy này của mình á, người ta đã ghi sẵn đây rồi, DVI chữ D, chữ V, chữ I ha. Thì đây là một cái cổng giao tiếp để chúng ta xuất màn hình ra từ máy tính ra cái màn hình chúng ta. Nó cho cái chất lượng hình ảnh đẹp hơn cái cổng Vega thường ha. Nó là cho chúng ta sử dụng cái màn hình độ phân giải là Full HD luôn, từ Full HD ha. Đó. Còn cái cổng màu xanh này nó cũng là cái cổng để cho chúng ta xuất ra cái màn hình luôn. Đây các bạn nhìn này, nó ký hiệu cái màn hình này. Đó, thì cái cổng màu xanh này á, nó gọi là cái cổng Vega. VGA ha, Vega. Thì cái này chỉ dùng cho những cái màn hình cũ ngày xưa, cái màn hình cục ngày xưa đó các bạn. Thì trên những cái màn hình LCD đời mới bây giờ cũng có, nhưng mà nó rất là ít ha. Và cái cổng Vega này nó chỉ xuất ra những cái độ phân giải khá là thấp. À, không được đẹp bằng cái cổng DVI này. Thì ở đây mình cho các bạn xem này. Thì chúng ta sẽ có cái sợi cáp như thế này, cũng màu xanh và có cái chân như thế này. Thì cái cáp này gọi là cáp Vega. Cáp Vega nha các bạn, và nó có tổng cộng là 15 chân. Nó có tổng cộng là 15 chân. Thì các bạn không cần phải quan tâm cái chân này làm gì. Các bạn cứ nhìn cái dây này. Các bạn nhìn cái dây thì thường thường á, thường thường ở trên cái mainboard là nhà sản xuất người ta đã làm cái cổng này là có ký hiệu màu xanh này, và những nhà sản xuất làm cái dây điện này á, người ta cũng làm ra có cái màu xanh thế này luôn. Thì các bạn cứ nhìn hai cái giống như nhau vậy là các bạn cắm vào nhau thôi là nó sẽ xuất ra cái màn hình. Thì cái dây này á, cái dây này nó sẽ có hai đầu, một đầu các bạn cắm vào cái thùng máy và đầu này còn lại thì các bạn cắm vào màn hình là ok. Thì trên màn hình đó người ta cũng làm cái cổng giống như này luôn, và cũng là màu xanh như thế này luôn, cho nên các bạn cắm các bạn không sợ bị lộn đâu. Thì các bạn để ý nè, cái cổng này ấy, nó có cái hình là giống như cái hình thang, một cạnh dài ha, một cạnh thì ngắn. Trên cái cổng này cũng vậy, các bạn nhìn này, nó cũng vậy thôi, một cạnh dài một cạnh ngắn. Thì các bạn cắm cạnh dài vào cạnh dài và cạnh ngắn vào cạnh ngắn thì nó sẽ ok. Và các bạn cũng cứ yên tâm đi, bởi vì nếu mà các bạn cắm sai ấy, nó cũng không vào được đâu. Cắm sai nó sẽ không vào được. Hai ví dụ như mình cắm đúng này, mình cắm đúng là mình cắm sẽ vào được liền. Đây đó, còn nếu mà mình cắm sai nha, mình quay ngược lại mình cắm này, mình cắm hoài không được luôn á, cắm hoài không được. Và nếu mà mình cắm sai như vậy thì nó sẽ bị gãy cái chân trong này, nó sẽ bị hư cái sợi dây chúng ta đó, cho nên các bạn cắm các bạn để ý nhé. Rồi tiếp theo mình nói về cái sợi dây của cái cổng DVI này. Thì đây này, mình cũng có, mình đang hiện tại mình đang sử dụng cái cổng DVI và đây là sợi dây của DVI đó. Thì cái cổng DVI này á, nó sẽ lớn hơn cái cổng Vega. Và các bạn nhìn đây này, nó cũng có cái hình thang, nó cái cổng kết nối của nó cũng cái dạng hình thang, là nó có một cạnh dài và một cạnh ngắn. Thì các bạn cứ cắm đúng cho nó. Đây trên này nó cũng vậy, trên sợi dây nó cũng có một cạnh dài một cạnh ngắn, thì các bạn cắm cạnh dài vào cạnh dài và cạnh ngắn vào cạnh ngắn thôi. Nếu mà cắm sai thì cũng không cắm được ha. Đấy, dụ mình cắm đây này, đó là như vậy. Rồi gỡ ra ha. Thì sợi dây này nó cũng có hai đầu, một đầu các bạn cắm vào màn hình và một đầu cắm vào máy tính thôi ha.
Thì trên màn hình á, người ta cũng làm cái cổng như thế này, và thường thường người ta cũng làm theo cái cổng màu trắng như này luôn, tẹp với cái màu trên cái thùng máy để chúng ta dễ phân biệt. Đó. Thì đây là cái cổng này nó đang nằm trên cái main board, đang nằm trên cái main board, cho nên chúng ta gọi là Vega on board ha, Vega on board, do nằm trên cái main board của máy. Rồi tiếp theo xuống cái này á, mình có một cái cổng nữa. Cái cổng này cũng để xuất màn hình luôn. Cái cổng này gọi là cổng HDMI ha, HDMI, HDMI này. Thì cái cổng này á, nó sẽ nhỏ hơn. Cái hình dáng của nó sẽ nhỏ hơn hai cái cổng này. Và nó sẽ cho ra cái hình ảnh chất lượng rất là tốt, khá là cao ha. Và nó, cái hình ảnh của nó, cái chất lượng nó là từ Full HD 1080 trở lên. Và nó sẽ lên hỗ trợ lên đến độ phân giải là 4K luôn. Hiện tại bây giờ thì đa số là hỗ trợ đến độ phân giải 4K ha. Còn sau này thì nó có thể hỗ trợ cao hơn nữa, mình không biết. Đó. Thì cái cổng kết nối này nó nhỏ gọn hơn cái cổng ở trên. Và mình sẽ sử dụng cái sợi dây như thế này. Ở đây mình cũng có cái sợi dây cho các bạn xem. Đây, thì sợi dây nó như thế này. Đó. Cái cổng kết nối của nó nhỏ gọn hơn rất là nhiều nha. Đó. Thì cái sợi dây này nó cũng có ghi ký hiệu đây này, HDMI. Thì các bạn chỉ việc là cắm thẳng vào đây. Cắm thẳng vào đây là ok ha. Đây, các bạn để ý nhé. Thì cái cổng kết nối này nó cũng có cái hình như thế này này. Nó có một cạnh ngắn và cạnh dài. Thì các bạn cứ cắm đúng cạnh ngắn vào cạnh ngắn, cạnh dài vào cạnh dài là ok nha. Đây, ví dụ như mình cắm cho các bạn xem nha. Đây, các bạn cứ ấn thẳng vào thôi. Đó, ấn thẳng vào như này thôi là ok. Rồi, mình rút ra. Rồi, tiếp theo mình sẽ xuống đến cái phần chỗ này cho các bạn xem. Thì ở dưới này á, nó cũng tùy theo cái mainboard đời cao hay đời thấp. Thì chúng ta có những cái cổng này. Ví dụ như mình có cái cổng SPDI out. Cái cổng này á, gọi là cái cổng âm xuất âm thanh, nhưng mà nó sử dụng cổng quang ha các bạn ha. Thì cái này á, chúng ta sẽ sử dụng những cái dàn âm thanh cao cấp thì chúng ta sẽ có cái cổng này. Còn nếu không thì chúng ta không cần sử dụng nó đâu. Tiếp theo dưới này mình có những cái cổng USB. Cổng USB thì ở đây mình đang cắm một cái cục thu sóng USB cho con chuột không dây. Đây mình cắm vào đây. Thì cổng USB này các bạn cũng biết rồi đó. Chúng ta sẽ có một cái cạnh ở trong đây như thế này. Và chúng ta sẽ có một cái bên là cái lỗ rộng. Một cạnh là lỗ rộng, một cạnh là lỗ hẹp. Thì trên cái cổng USB chúng ta, các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đây, thì trên cái USB chúng ta, các bạn nhìn này, nó sẽ có một cái cạnh dày. Cái cạnh dày là cái cạnh mà nó có cái màu trắng này. Đó. Còn cái cạnh mỏng là cái cạnh miếng thép. Thì chúng ta sẽ cho cái cạnh dày nó vào bên cái lỗ rộng, và cái cạnh mỏng này vào bên cái lỗ hẹp. Đây, mình chỉ cắm thẳng vào đây thôi. Đó, đơn giản như vậy là xong. Rồi, những cái cổng này ví dụ như cổng 1394 này là đối với những cái mainboard cao cấp thì nó sẽ có. Còn những cái mainboard mà tầm trung hoặc là cấp thấp thì nó sẽ không có, cho nên mình không đề cập đến ha. Rồi tiếp theo đây là mình sẽ có một cái lỗ cắm dây mạng, hay còn gọi là lỗ LAN đó các bạn, LAN ha. Rồi, tiếp theo ở dưới này chúng ta sẽ có những cái lỗ này gọi là lỗ âm thanh. Thì tùy theo mainboard nó sẽ hỗ trợ. Ví dụ như những cái mainboard cao cấp thì nó sẽ có từ 6 lỗ. Nó sẽ có 6 lỗ như thế này để chúng ta xuất những cái dàn âm thanh, ví dụ như 5.1 hay là 7.1 gì đó. Còn những cái mainboard mà đời thấp hoặc là tầm trung nó sẽ chỉ có 3 lỗ cơ bản. Thì thường thường chúng ta sẽ nhìn thấy 3 lỗ cơ bản này trên tất cả các loại mainboard đều có 3 cái lỗ cơ bản này. Còn 3 cái lỗ này thì ít có hơn ha. Thì các bạn để ý này, chúng ta sẽ có cái lỗ màu xanh lá, người ta đã làm mặc định luôn rồi, tất cả các nhà sản xuất người ta đều làm theo cái chuẩn này. Thì các bạn cứ để ý, cái màu xanh lá này có nghĩa là để chúng ta cắm xuất ra ngoài, loa ngoài hoặc là phone, headphone á, ha, nói chung là xuất âm thanh ra ngoài. Đó, tiếp theo là chúng ta có cái lỗ màu hồng này á, là để cắm cái mic nha. Đó, còn chúng ta có cái lỗ màu xanh dương này, các bạn nhìn này nó có chữ in này. In này có nghĩa là để chúng ta thu cái âm thanh vào, thu cái âm thanh vào nha các bạn nha. Có nghĩa là chúng ta có một cái thiết bị nào đó, chúng ta cắm vào đây để cho nó nhờ cái âm thanh, nhờ cái máy tính, nó sẽ giống như một cái âm ly đó, nó sẽ thu vào và chúng ta sẽ phát ra đây. Đây chúng ta có cổng out này, đây là in, đây là out. Out để cắm ra ngoài, lao ngoài hoặc là
cắm ra tai nghe, còn in là để cắm vào đầu vào ha. Đó thì đây là những cái cổng âm thanh. Tiếp theo thì ở dưới đây mình có gắn một số cái cạc rời. Như lúc nãy mình nói ở trên đây á, mình có cái cổng màn hình này á, là nó là cổng on board, do là nằm sẵn trên cái main board cho nên mình gọi là cổng on board. Còn ở dưới này mình có gắn một số cái cạc rời. Ví dụ như mình có cái cạc wifi, cạc wifi ha. Thì cái cạc wifi này chúng ta sẽ có cái cổng như thế này để chúng ta gắn cái anten. Gắn cái anten vô. Anten để cho nó thu sóng ha. Đây đây mình có cái anten này. Đó, cái anten như thế này để mình gắn vô mình thu sóng. Nếu không có cái anten này thì nó thu sóng rất là yếu ha các bạn ha. Đây. Thì mình sẽ gắn vào thử cho các bạn xem luôn. Đây các bạn, cái này cứ gắn cứ vặn vào thôi. Cứ vặn vào như thế này thôi. Vặn chặt vào. Đó, sau đó chúng ta xoay cái này lên. Đấy, xoay cái này lên vậy thôi. Đó, cho nó bắt sóng. Đơn giản. Rồi, mình sẽ mở cái này ra để cho các bạn dễ nhìn thấy ha. Rồi, tiếp theo là mình có gắn thêm một cái cạc màn hình rời ha, cạc màn hình rời. Thì cạc màn hình rời này của mình nó cũng hỗ trợ ba loại cổng. Một cổng DVI, một cổng VGA ha, cổng VGA. Thì những cái cổng này mình không sử dụng thì mình che cái nắp bảo vệ lại cho nó khỏi bị dơ. Đó, cổng VGA. Và một cái cổng cũng là HDMI luôn. Đây, những cái cổng này mình không sử dụng thì mình gắn cái nắp bảo vệ vào, mình che lại cho nó sạch. Đó, đơn giản vậy thôi. Ở dưới này thì mình cũng có một số cái cổng USB mình gắn rời bên ngoài ha. Đó, đây là tất cả những cái cổng kết nối trên cái máy tính. Ok, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Xin chào các bạn, thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn là tìm hiểu về các cái cổng kết nối trên cái thùng CPU á. Thì mình hy vọng rằng sau cái video này các bạn sẽ hiểu được những cái cổng kết nối này, và các bạn sẽ biết cách để kết nối những cái thiết bị mà các bạn sử dụng lên cái thùng CPU này ha. Ok, thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi cái video này của mình. Nếu như các bạn thấy cái video này của mình hữu ích á, các bạn hãy chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn vào nút like và subscribe để ủng hộ cho mình và để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình ha. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo nhé.